Thưa quý vị, sáng ngày 20 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13. Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ điểm cầu ở Hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, kết hợp trực tuyến đến 14.934 điểm cầu với hơn 1,2 triệu người tham dự ở các đảng ủy trực thuộc Trung ương, các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng, Ban Cán sự Đảng các bộ ngành, đơn vị, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội, các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và một số Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, Hội nghị Trung ương lần thứ 10 đã thống nhất quyết tâm chính trị, những đột phá chiến lược, phương hướng giải pháp chiến lược với tư duy nhận thức mới, đã thống nhất chủ trương đối với nhiều công việc hệ trọng để tăng tốc bứt phá về đích, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 14 của Đảng. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, việc đưa nghị quyết của Đảng tới từng chi bộ, từng đảng viên ngấm sâu và hòa vào thực tiễn cuộc sống đặt ra rất khẩn trương cấp bách, đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải tạo thành khối thống nhất về ý chí và hành động, đồng tâm hiệp lực, chung sức đồng lòng, nỗ lực cao với những bước đi bài bản, chính xác, tranh thủ tối đa thời cơ thuận lợi, huy động cao nhất mọi nguồn lực thực hiện thắng lợi các chủ trương, phương hướng chiến lược mà Trung ương Đảng thống nhất hoạch định. Thống nhất nhận thức trong toàn Đảng về quyết tâm chính trị để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, hoàn thành mọi mục tiêu, tiêu chí đã đề ra. Đây là yêu cầu của Trung ương, là chỉ tiêu pháp lệnh, cần nỗ lực cao nhất, tập trung mọi biện pháp, nguồn lực để thực hiện cho được. Các cấp ủy tổ chức Đảng, đảng viên, nhất là những người đứng đầu phải gương mẫu, đi đầu và phải chịu trách nhiệm thực hiện. Mỗi cấp ủy tổ chức cơ sở Đảng phải khẩn trương rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, nhất là những chỉ tiêu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, xây dựng con người xã hội chủ nghĩa để tập trung hoàn thành sớm nhất với chất lượng cao nhất. Chính phủ, người đứng đầu các ban bộ ngành, các địa phương phải thực sự quyết tâm, quyết làm, có các giải pháp quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc để thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2025 được Trung ương đã thông qua, đạt cho được các cái chỉ tiêu, nhất là chỉ tiêu về GDP. Thứ hai là tập trung triển khai ngay một số đột phá chiến lược đã được Trung ương thống nhất đưa vào văn kiện Đại hội lần thứ 14. Tinh thần chung là nêu cao cái tinh thần tự chủ, tự lực của các cái địa phương. Tinh thần này đề nghị phải lan tỏa mạnh mẽ trong toàn hệ thống chính trị, yêu cầu các bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền các cấp trong phạm vi chức năng nhiệm vụ phải tập trung rà soát, sửa đổi bổ sung các cái quy định, quy chế, quy trình với tinh thần tháo gỡ, triệt để các điểm nghẽn, rào cản để cải cách, triệt để thủ tục hành chính, mở rộng không gian cho phát triển, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, tất cả vì sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước, không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân. Cùng với các giải pháp cụ thể, phù hợp, thực tiễn để huy động, khơi dậy mọi nguồn lực bên trong, bên ngoài, nguồn lực trong dân, các địa phương đánh giá thấu đáo cái khả năng tự chủ, tự cường để đề xuất cụ thể việc phân cấp, phân quyền, bảo đảm đáp ứng cao nhất yêu cầu của thực tiễn phát triển. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị ngay sau hội nghị này, cấp ủy các cấp có kế hoạch cụ thể tập trung lãnh đạo thực hiện. Việc đánh giá cụ thể kết quả thực hiện của cả hệ thống chính trị với sản phẩm đo đếm được sẽ là một trong những nội dung của kỳ họp Trung ương tiếp theo. Bộ Chính trị sẽ sớm nghiên cứu ban hành nghị quyết về chuyển đổi số quốc gia. Các bộ ngành địa phương ưu tiên nguồn lực, trí lực, chuẩn bị nhân lực, tập trung thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển khoa học và công nghệ đồng bộ thông suốt, tập trung hoàn thành mục tiêu xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội, trước mắt là hạ tầng chiến lược về giao thông, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số. Các công việc chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tập trung xây dựng, bảo đảm chất lượng văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và văn kiện Đại hội 14 của Đảng. Là mỗi địa phương cần cụ thể hóa, xác định rõ, định hướng những cái giải pháp xây dựng mô hình xã hội chủ nghĩa gắn với con người xã hội chủ nghĩa ở từng địa phương, cụ thể hóa những phương hướng phát triển lực lượng sản xuất mới của từng ngành, từng địa phương, trọng tâm là nguồn nhân lực chất lượng cao và dữ liệu,
là tư liệu sản xuất mới, hạ tầng giao thông, chuyển đổi xanh. Phải làm rõ cái nguồn lực, các giải pháp, trách nhiệm, hoàn thành và xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy, tinh nhuệ hiện đại, xác định rõ cụ thể mục tiêu, nhiệm vụ đối ngoại, nhất là đối ngoại Đảng, đối ngoại nhân dân, xây dựng nền tảng ý dân, lòng dân vững chắc. Phải xác định những mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể để thể hiện rõ cái khả năng tự lực, tự cường, tự chủ, sáng tạo của từng địa phương trên cơ sở thực tiễn. Từ đó sẽ đẩy mạnh cái phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao cái khả năng tự lực, tự cường, trách nhiệm quản trị địa phương là một trong những trọng điểm chiến lược quyết liệt thực hiện trong những năm tới. Các cấp ủy, các cấp có kế hoạch cụ thể, tập trung nghiên cứu để thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội 14 của Đảng, nhất là đối với những vấn đề mới từ thực tiễn đang nổi lên. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh 5 vấn đề trọng tâm, đó là vấn đề quản trị quốc gia và quản trị địa phương, tính cấp bách, nội hàm quản trị địa phương để nâng cao năng lực, tự cường. Mối quan hệ giữa tư duy quản lý và tư duy phát triển từ thực tiễn công tác bộ ngành địa phương. Cách thức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia để bảo đảm hiệu quả, chống lãng phí, đổi mới tư duy, quan điểm, quy trình xây dựng luật, cơ quan làm luật. Vấn đề đúng vai thuộc bài trong thực hiện Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ, chính sách an sinh xã hội đi đôi với phát triển xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Đại hội Đảng bộ các cấp tập trung chuẩn bị tốt nhân sự, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, thử thách đối với các đồng chí là nhân sự được quy hoạch tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp, bảo đảm lựa chọn ra được cấp ủy, nhất là người đứng đầu, có năng lực lãnh đạo, có sức chiến đấu cao, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo vì sự nghiệp chung, có năng lực lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chủ trương của Đảng, đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống trên từng lĩnh vực địa bàn. Nghị quyết đã đúng, đã trúng thì tổ chức thực hiện là khâu đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa then chốt để đưa nghị quyết vào cuộc sống. Biến cái chủ trương của Đảng thành hành động cách mạng và tạo ra của cải vật chất, sản phẩm tinh thần, đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, cũng qua triển khai nghị quyết trong cuộc sống để phát hiện, bổ sung, ngày càng hoàn thiện bước đi, tìm ra con đường ngắn nhất để đưa đất nước ta vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vương mình của dân tộc, sớm xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Nghị quyết đã đúng, đã trúng rồi thì rất cần các cái khẳng định cái mục tiêu, khẳng định cái giải pháp, khẳng định ra những cái chỉ tiêu, khẳng định cái lộ trình và đảm bảo cái sự đồng bộ xuyên suốt. Đấy, trong đó cái trách nhiệm của những người đứng đầu, các cái tổ chức, các cái cấp ủy là vấn đề quyết định. Đấy, ai cũng phải có cái trách nhiệm trong việc triển khai thực hiện nghị quyết này, chứ không phải nghị quyết của Trung ương để Trung ương thực hiện đâu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng sau hội nghị, với những tư duy, nhận thức mới đã thấu suốt, với khí thế quyết tâm cao, thống nhất về tư tưởng và hành động, sẽ khơi thông mọi nguồn lực, huy động cao nhất sức người, sức của, tiếp tục tạo dựng những nền tảng mới cho sự phát triển đột phá của đất nước trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị, tại hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung ương 10 khóa 13, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã trực tiếp truyền đạt chuyên đề những nội dung trọng tâm, cốt lõi, điểm mới trong dự thảo báo cáo đánh giá 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm từ năm 2021 đến năm 2030, phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2030 và về tình hình kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước năm 2024, kế hoạch năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm từ năm 2025 đến năm 2027, về chủ trương thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, trong đó có nội dung về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Theo Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao Bắc Nam là yêu cầu khách quan, lựa chọn mang tính chất chiến lược để phát triển hạ tầng đất nước, đồng thời tạo ra không gian phát triển mới, giá trị gia tăng của đất, đi lại thuận lợi cho người dân, cạnh tranh hàng hóa. Đây là công trình biểu tượng ở kỷ nguyên vươn mình của đất nước. Thủ tướng nêu rõ nguồn lực triển khai dự án bao gồm nguồn lực của Trung ương, nguồn lực của địa phương, nguồn lực đi vay, nguồn lực phát hành trái phiếu và nguồn lực hợp tác công tư. Thủ tướng cũng chỉ rõ phải có cách làm mới, đổi mới cách quản trị, quản lý, cách huy động nguồn lực, đặc biệt là tư vấn, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Đối với chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2026-2030, Thủ tướng cho biết về mục tiêu tổng quát, Ban chấp hành Trung ương Đảng cơ bản thống nhất với mục tiêu, như phấn đấu đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, thuộc 30 nền kinh tế có quy mô GDP hàng đầu thế giới, tạo tiền đề vững chắc đưa nước ta trở thành nước phát triển, thu nhập cao, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc vào năm 2045.
Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2026-2030 cũng đề ra các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 7,5 đến 8,5% một năm. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt từ 7.400 đến 7.600 đô la Mỹ. Thưa quý vị, chiều nay tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm, quân hàm đại tướng, thượng tướng cho lãnh đạo công an và quân đội. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trao quyết định thăng cấp bậc hàm đại tướng đối với đồng chí Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an. Trao quyết định thăng quân hàm đại tướng đối với đồng chí Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Trao quyết định thăng quân hàm thượng tướng đối với đồng chí Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Chúc mừng ba đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an được thăng cấp đại tướng, thượng tướng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc Đảng, Nhà nước thăng cấp bậc hàm, quân hàm đối với ba đồng chí thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang, đồng thời là sự ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quân đội, công an cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, đây đều là những sĩ quan ưu tú được Đảng, Nhà nước, nhân dân tin tưởng, trao giữ các cương vị, trọng trách quan trọng trong lãnh đạo, chỉ huy lực lượng quân đội, công an, đã lập được nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Các đồng chí là những cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, luôn mang hết tinh thần, trách nhiệm, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trước những yêu cầu của tình hình mới và đáp ứng sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng vũ trang, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị các đồng chí phát huy truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân, Công an Nhân dân anh hùng, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, hết lòng phụng sự Tổ quốc, nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đề nghị các đồng chí cần tiếp tục tham mưu cho Đảng, Nhà nước và theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các cấp, các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết Trung ương 8 khóa 13 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, thường xuyên chăm lo giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang, đồng thời tích cực nghiên cứu chiến lược, chú trọng đổi mới tư duy, phương pháp, công tác lãnh đạo, chỉ huy, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo, tham mưu, đề xuất, kịp thời đề ra những phương án giải quyết các tình huống phức tạp về quốc phòng an ninh. Thay mặt ba đồng chí được thăng cấp bậc hàm, Đại tướng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn chân thành, sâu sắc đối với sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước, nhân dân, hứa tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với nhân dân, với Đảng, Nhà nước, hết lòng, hết sức phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân, luôn đặt lợi ích của quốc gia, dân tộc, lợi ích của nhân dân lên trên hết, khắc ghi và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về đạo làm tướng, quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Thưa quý vị, cùng với việc thực hiện công cuộc đổi mới, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đất nước ta đã và đang từng bước xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng. Thực hiện nghị quyết số 27 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Trong gần 2 năm qua, chúng ta đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. Trong đó, xây dựng pháp luật có nhiều đổi mới, năng lực phản ứng chính sách được nâng cao, góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tuy nhiên, việc xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế. Đây là nội dung quan trọng được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đặt ra trong bài viết Phát huy tính Đảng trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Sau đây, Truyền hình Nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung trong bài viết của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Trong bài viết, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, để thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam, đòi hỏi tiếp tục phải đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với nhà nước và xã hội,
phát huy quyền làm chủ của nhân dân và xử lý hài hòa mối quan hệ đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ và phát huy vị trí vai trò của từng nhân tố này trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trong đó cần chú ý các vấn đề cơ bản sau đây. Một là đảng ta là đảng cầm quyền, sự lãnh đạo của đảng là tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện, bao trùm mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Hai là dưới sự lãnh đạo của đảng, nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật, không ngừng phát huy dân chủ để nhân dân tham gia hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Ba là trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân được xác định là người làm chủ theo quy định pháp luật và vận hành theo nguyên tắc dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, để đạt được các mục tiêu xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thì những vấn đề thiết thực này cần được các cấp ủy thảo luận quán triệt đến đảng viên ngay từ cơ sở, với tinh thần mỗi chi bộ là một tế bào của đảng ta. Mỗi đảng viên là nhân tố quan trọng, lan tỏa tinh thần dân chủ và thượng tôn pháp luật đến nhân dân, để từ đó phát huy dân chủ trong nhân dân, làm cho mọi cá nhân tổ chức đồng tình, ủng hộ với đường lối, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và chủ động tuân thủ thực thi pháp luật. Thưa quý vị, sáng nay ngày 20 tháng 10 tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Đại thẩm phán thứ nhất, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân cùng đoàn đại biểu Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước, Quốc hội Việt Nam kiên định coi việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác với Trung Quốc là chủ trương nhất quán, yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những kết quả mà Tòa án tối cao hai nước Việt Nam và Trung Quốc đạt được trong thời gian qua. Hai tòa án đã ký thỏa thuận hợp tác vào năm 2018, làm cơ sở cho việc thúc đẩy các hoạt động hợp tác. Cơ chế hợp tác hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc được tổ chức lần thứ nhất vào tháng 6 năm 2023 tại khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây, Trung Quốc, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ giữa tòa án hai nước. Chủ tịch Quốc hội mong rằng hội nghị tòa án các tỉnh biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ hai dự định tổ chức trong năm 2025 sẽ đạt được kết quả tốt đẹp, tạo lập cơ chế phối hợp giúp tòa án các tỉnh biên giới của cả hai nước giải quyết tốt các tranh chấp dân sự, thương mại và các tội phạm hình sự xuyên biên giới xảy ra ở khu vực giáp biên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai tòa án tiếp tục tăng cường hợp tác, trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tiếp tục nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai tòa án, tăng cường hiểu biết hơn nữa về hệ thống pháp luật và tư pháp của nhau, đồng thời chia sẻ trong lĩnh vực cải cách tư pháp, phục vụ việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản của mỗi nước, tích cực tham gia các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên là thành viên. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Trương Quân cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dành thời gian tiếp đoàn, nhấn mạnh việc hai nước nhất trí xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, tạo ra nhiều lợi ích cho nhân dân hai nước. Chia sẻ một số kết quả nổi bật trong chuyến thăm làm việc tại Việt Nam lần này, Chánh án Trương Quân khẳng định, qua chuyến thăm càng thêm kiên định hơn quyết tâm củng cố quan hệ hợp tác, đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Nhắc lại những chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại cuộc tiếp vào chiều ngày 18 tháng 10 về việc cần thúc đẩy hợp tác tư pháp pháp luật giữa hai nước trở thành trụ cột quan trọng trong hợp tác giữa hai nước, Chánh án Trương Quân cho biết có niềm tin vững chắc sẽ thực hiện tốt điều này. Thưa quý vị, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng Liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á lần thứ 45, viết tắt là IPA 45. Theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch IPA Saisomphom Phonvihan. Chuyến công tác đã góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào nói chung và thúc đẩy hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu. Chuyến công tác cũng thể hiện sự chủ động, tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong việc cùng các nghị viện thành viên phát huy vai trò và đóng góp tích cực vào tiến trình xây dựng cộng đồng, hướng đến một ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm. Thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào lần đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam luôn nhận được sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị, chu đáo và thắm tình đồng chí anh em. Tại các cuộc hội đàm, hội kiến, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Lào Thongloun Sinsulit, Thủ tướng Lào Sorsay Sivanton,
Chủ tịch Quốc hội Lào Say Sòn Phôn Phô Vi Hẳn cùng nguyên lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Quốc hội Lào nồng nhiệt chào đón và đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm chính thức Lào của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào trong năm 2024 khi Lào đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch AIPA. Trong đó có sự hỗ trợ của Quốc hội Việt Nam đối với Quốc hội Lào trong việc tổ chức AIPA 45. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn dành sự ưu tiên cao nhất cho mối quan hệ truyền thống đặc biệt với Lào, luôn sát cánh và ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện công cuộc bảo vệ, xây dựng, đổi mới và phát triển của Lào. Nhằm tiếp nối những bước phát triển tốt đẹp cả về chiều rộng và chiều sâu giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo Lào nhất trí rằng hai bên cần tiếp tục triển khai các hoạt động trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực cùng quan tâm, nhất là trong việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, cùng giám sát, triển khai các thỏa thuận song phương, tăng cường giám sát, thúc đẩy các dự án hợp tác đầu tư. Hai Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên thúc đẩy việc hoàn thiện thể chế, chính sách để tạo thuận lợi cho việc triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao của Bộ Chính trị hai nước và hợp tác giữa hai chính phủ. Bên cạnh đó, hai quốc hội tiếp tục tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Lào đã chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Lào, biên bản thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị giữa thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam và thành phố Luang Prabang của Lào. Chuyến thăm chính thức của đồng chí Trần Thanh Mẫn trên cương vị Chủ tịch Quốc hội tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và tham dự Đại hội đồng AIPA lần thứ 45, cùng với các chuyến thăm trước đó cấp nhà nước của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, cũng như là chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN của đồng chí Thủ tướng Phạm Minh Chính, tiếp tục khẳng định cái chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta là coi trọng cao độ quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào trong suốt cái quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong ngày nay cùng nhau xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. AIPA là cơ quan lập pháp đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân các quốc gia thành viên ASEAN, với nhiệm vụ cốt lõi là hỗ trợ ASEAN theo đuổi các mục tiêu chung và mang lại những lợi ích thiết thực. Điều này đều được Nghị viện, Quốc hội, các nước thành viên nhấn mạnh tại Đại hội đồng AIPA lần thứ 45. Tại lễ khai mạc AIPA 45, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch AIPA 2024, Say Sòn Phôn Phôn Vi Hẳn tin tưởng, với chủ đề vai trò của Nghị viện trong việc tăng cường kết nối và tăng trưởng toàn diện của ASEAN, AIPA 45 sẽ bổ trợ cho các nỗ lực hợp tác chung của ASEAN theo tinh thần chủ đề năm 2024 về thúc đẩy kết nối và tự cường. Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có thông điệp gửi tới AIPA 45, trong đó hoan nghênh những đóng góp quan trọng của AIPA trong gần 50 năm qua với vai trò là cơ quan lập pháp, giám sát, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, thống nhất, vì hòa bình, hợp tác, phát triển thịnh vượng, mang lại lợi ích cho mọi người dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Quốc hội Việt Nam đã, đang và sẽ tham gia với tinh thần chủ động, tích cực và có trách nhiệm vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN đoàn kết, vững mạnh và thịnh vượng. Đối với Hội đồng AIPA lần thứ 45, chúng ta đã chủ động tích cực phối hợp với các bạn Lào rất là từ sớm, từ xa, xây dựng chương trình nghị sự cho Đại hội đồng. Và chúng ta cũng đã có 4 cái sáng kiến nêu tại các cái ủy ban của AIPA 45 lần này nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội cũng như là kết nối gắn kết hạ tầng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng. Còn đối với lại các cái vấn đề mà chúng ta cùng quan tâm thì chúng ta cũng đồng bảo trợ với các bạn Lào 6 cái nghị quyết, và như vậy thì trong tổng thể khoảng hơn 20 cái nghị quyết của Đại hội đồng dự kiến được thông qua thì Việt Nam cũng có một cái phần đóng góp rất là quan trọng. Ngoài ra thì chúng ta cũng cùng với các bạn hỗ trợ các bạn để làm sao với cái kinh nghiệm của chúng ta chia sẻ kinh nghiệm với bạn để chúng ta có một cái kỳ hội đồng, đại hội đồng thành công trong cái suốt cái quá trình chuẩn bị cũng như đăng cai của các bạn Lào, đặc biệt là ngay sau cái thành công của cái hội nghị cấp cao ASEAN. Tham dự các hoạt động trong khuôn khổ AIPA 45, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có các phát biểu với nhiều thông điệp quan trọng. Tại phiên họp toàn thể thứ nhất AIPA 45, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, hợp tác nghị viện sẽ là động lực thúc đẩy triển khai xây dựng một cộng đồng ASEAN dựa trên pháp luật, thể hiện tiếng nói và nguyện vọng của người dân, lấy người dân làm trung tâm trong mọi chính sách phát triển, tạo nên sự đổi thay toàn diện và sâu sắc cho cộng đồng và từng quốc gia thành viên. Chủ tịch Quốc hội khẳng định,
ASEAN hiện đang bước vào một thời điểm quan trọng trong tiến trình xây dựng cộng đồng, với việc cơ bản hoàn tất tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025 để chuyển tiếp sang tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2045. Tinh thần đoàn kết, thống nhất, nâng cao ý thức trách nhiệm đóng góp vào nỗ lực chung, ứng phó hiệu quả với các thách thức, đóng góp toàn diện vào tiến trình xây dựng cộng đồng ASEAN cũng được Chủ tịch Quốc hội đề cao. Nhân dịp tham dự IPA 45, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc gặp lãnh đạo nghị viện Quốc hội các nước thành viên và quan sát viên trao đổi về quan hệ song phương và phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đáng chú ý là hoạt động ăn sáng làm việc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Quốc hội Lào, Chủ tịch IPA 2024 Say Sổm Phôn Phong Vi Hẳn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khon Sudari tại thủ đô Viêng Chăn. Ba nhà lãnh đạo Quốc hội tái khẳng định ý nghĩa và vai trò của cơ chế hợp tác khu vực tam giác phát triển Việt Nam, Lào, Campuchia trong 25 năm qua đã mang lại nhiều kết quả thực chất cho sự phát triển của mỗi nước và thắt chặt quan hệ gắn bó giữa ba nước. Nhất trí tiếp tục củng cố quan hệ hợp tác hiệu quả giữa ba nước phù hợp với nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới, đồng thời nhấn mạnh sự tin cậy, đoàn kết và gắn bó vì lợi ích của cả ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển. Chuyến công tác của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dẫn đầu khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ, toàn diện của Việt Nam đối với Lào trong sự nghiệp đổi mới, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước, cũng như đảm nhận trọng trách Chủ tịch IPA, tiếp tục triển khai chủ trương chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, nâng tầm đối ngoại đa phương. Chuyến công tác góp phần thúc đẩy các ưu tiên, nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam, cũng như Quốc hội, tại cơ chế hợp tác liên nghị viện, qua đó góp phần thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao chung của Đảng và Nhà nước vì lợi ích quốc gia, dân tộc. Thưa quý vị, chiều nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị gặp mặt các đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội trước kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Các đại diện trong Bộ Quốc phòng báo cáo thông tin về một số tình hình khu vực liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và chấp hành kỷ luật, pháp luật thời gian qua. Chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 và các dự án luật được Quốc hội xem xét cho ý kiến hoặc thông qua tại kỳ họp. Tiến độ triển khai các dự án luật do Bộ Quốc phòng chủ trì soạn thảo, dự kiến chương trình Quốc hội xem xét cho ý kiến thông qua năm 2024. Các dự án luật Bộ Quốc phòng dự kiến trình Quốc hội xem xét thông qua hồ sơ lập đề nghị soạn thảo năm 2025. Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh một số nội dung trọng tâm tại kỳ họp, yêu cầu các đồng chí đại biểu Quốc hội đang công tác trong quân đội khi tham gia kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 cần phát huy tinh thần và trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò, quyền hạn của đại biểu Quốc hội để tham gia ý kiến, đóng góp vào các nội dung Quốc hội thảo luận xin ý kiến. Quá trình tham dự kỳ họp, các đại biểu cần có sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng trước khi phát biểu ý kiến. Nội dung phát biểu cần cụ thể, quan điểm rõ ràng, đúng với quan điểm của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là đối với các dự án luật liên quan trực tiếp đến quân đội. Các đại biểu Quốc hội công tác trong quân đội khi tham gia kỳ họp phải gương mẫu, chấp hành nghiêm quy định của Quốc hội, thực hiện đúng quy chế phát ngôn, bảo đảm bí mật quân sự, phát huy cao nhất trí tuệ để góp phần vào thành công của kỳ họp. Ngày mai ngày 21 tháng 10, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội, kỳ họp thứ 8 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 15 sẽ khai mạc tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội. Thông tin trên được đưa ra tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 do Văn phòng Quốc hội tổ chức vào chiều nay 20 tháng 10. Theo thông tin của Văn phòng Quốc hội, thực hiện quy định của Hiến pháp và Luật Tổ chức Quốc hội kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội vào sáng ngày 21 tháng 10. Theo dự kiến, kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa 15 sẽ làm việc trong 28,5 ngày, khai mạc vào ngày 21 tháng 10 và bế mạc vào ngày 30 tháng 11. Phiên họp tổ chức theo hai đợt, đợt 1 từ 21 tháng 10 đến ngày 13 tháng 11, đợt 2 từ 20 tháng 11 đến ngày 30 tháng 11. Tại kỳ họp lần này, Quốc hội sẽ xem xét 42 nhóm nội dung, trong đó có 30 nhóm nội dung thuộc công tác lập pháp, 12 nhóm nội dung về kinh tế, xã hội, ngân sách nhà nước và các vấn đề khác. 12 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội tự nghiên cứu. Về công tác lập pháp, kỳ họp thứ 8 là kỳ họp có khối lượng lập pháp lớn nhất từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Quốc hội dự kiến xem xét thông qua 15 luật, 2 nghị quyết, xem xét cho ý kiến đối với 13 dự án luật khác. Trong đó có nhiều dự án luật tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích của đa số người dân, như luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật bảo hiểm y tế, luật điện lực sửa đổi, luật việc làm sửa đổi, và có nhiều dự án luật sửa đổi sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, như luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt, luật thuế thu nhập doanh nghiệp, luật hóa chất,
luật địa chất và khoáng sản. Quốc hội cũng xem xét 12 nhóm nội dung về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước, đặc biệt việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc Nam. Tại cuộc họp, bà Nguyễn Thanh Hải, trưởng ban công tác đại biểu cho biết, tại phiên họp chuẩn bị vào sáng mai, Quốc hội sẽ xem xét thông qua chương trình chính thức kỳ họp thứ 8, trong đó có nội dung về công tác nhân sự với chức danh chủ tịch nước theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Bà Hải cũng cho hay, chúng ta thực hiện theo nguyên tắc đảng cử, dân bầu. Tại hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã biểu quyết thống nhất giới thiệu nhân sự đủ điều kiện để trình Quốc hội bầu giữ chức chủ tịch nước. Dự kiến Quốc hội sẽ tiến hành quy trình bầu chủ tịch nước trong ngày làm việc đầu tiên của kỳ họp. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự chiều nay của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.